Này, đi khách không? Cô bảo sao? Chở khách không? À, có. Cô chờ tôi lắp xong buri nhé. Tôi ra gọi xe khác đấy. Xong rồi đấy. Được rồi. Nào, cô ngồi lên đi. Ôi trời ơi. Từ từ đã. Ôi. Yên xe anh đầy dầu, bẩn hết váy tôi rồi đấy này. Ồ, thôi chết, tôi xin lỗi. Này. À? Anh làm cái gì đấy, hả? Thì tôi chùi váy cho cô. Ai cho anh chùi mà chùi, hả? Anh có biết đây là váy làm váy ăn của tôi không? Bẩn như thế này thì chỉ có vứt đi thôi chứ. Đền đi. Đền? Thế cô muốn đền bao nhiêu? 5 lít. Cái gì? 500 nghìn á? Này, tôi nói với cô nhá, cái váy ngắn cun cỡ này ra ngoài chợ mua giỏi lắm 200 nghìn thôi nhá. Này, anh nói cái gì đấy? Anh có biết anh nói như thế là xúc phạm nhân phẩm tôi không? Anh mà nói thêm câu nữa nhá, tôi tăng lên 1 triệu. Này, đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá. Anh hiền á? Anh hiền á? Thế anh vừa làm cái hành động gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt như thế này, anh bóp mông tôi, trong khi đấy chưa có sự đồng ý của tôi, hả? Như thế anh có biết là phạm tội gì không? Tội quấy rối tình dục. Tôi mà kiện á, anh rũ tù. Đền. Này, không có cái kiểu ăn vạ vô lý như thế nhá. Thôi được rồi, anh không đền cái gì, tôi sẽ bảo vợ anh đền. Này, thôi, chuyện đấy tối tôi đền sau nhé, bây giờ tôi có việc, tôi phải đi đã. Nè, anh đi đâu vậy? Đi khách. Quỷ kia, đi kiểu gì vậy?